Kim Jo-han, idol số nhỏ có chiếc mũi được phái mạnh ao ước nhất Hàn Quốc. Những năm gần đây, không chỉ có các chị em Hàn Quốc mà phái mạnh nước này cũng quan tâm hơn tới phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt là mong muốn sở hữu những chiếc mũi đẹp như nam idol. Mới đây, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đã tiết lộ hình mẫu dao kéo mũi của nam giới Hàn Quốc ở thời điểm này. Đáng nói, không phải dàn mỹ nam nổi tiếng mũi đẹp V, BTS, Sehun, EXO, mà đó lại là Kim Jo-han, cựu Center X1, người chiến thắng Produce X101. Trong video, bác sĩ này tiết lộ nhiều người thường tìm đến phòng khám của ông với mong muốn có chiếc mũi lý tưởng cao thẳng như Kim Jo-han. Ông nhận định nam idol sở hữu đầu mũi nhọn, nhưng nhìn từ phía trước vẫn có độ cong và mềm mại vừa đủ, tạo tỷ lệ hài hòa cho khuôn mặt. Nhìn chung, sống mũi cao và thẳng giúp Jo-han mang vẻ ngoài nam tính và lạnh lùng. Theo bác sĩ, một chiếc mũi lý tưởng thì góc từ trán đến đỉnh mũi rơi vào khoảng 110-135 độ và góc của nhân trung, góc của đầu mũi và môi trên khoảng 90-95 độ. Không có gì ngạc nhiên khi mũi của Kim Jo-han hoàn toàn đáp ứng các con số này. Được biết, ngoài sở hữu nhan sắc miễn chê ra thì Kim Jo-han được xem là nhân vật có số nhỏ nhất K-pop khi sự nghiệp ca hát lẫn diễn xuất đều gặp biến cố liên tục. Kim Jo-han tham gia Produce X101 với danh nghĩa thực tập sinh đến từ UU Entertainment. Vào thời điểm đó, Jo-han chỉ vừa thực tập được 3 tháng, anh chàng đã phải từ bỏ sự nghiệp vận động viên taekwondo để theo đuổi ước mơ trở thành idol. Tuy nhiên, ngay khi chương trình chưa phát sóng, anh chàng đã mang danh con cưng Mnet này vì là thí sinh duy nhất được nhà đài chỉnh sửa ảnh đại diện video giới thiệu. Đây cũng là khởi đầu cho sự nghiệp đầy drama của chàng trai sinh năm 1999. Trong suốt quá trình tham gia Produce X101, Kim Jo-han luôn nhận được thứ hạng cao. Cuối cùng, anh chàng giành được vị trí số 1 trong đêm chung kết, trở thành center của X1. Thế nhưng chẳng bao lâu sau khi chương trình kết thúc, Produce X101 và Produce 48 vướng phải lùm xùm gian lận phiếu bầu, cảnh sát phải vào cuộc điều tra. Lùm xùm này khiến X1 bị cắt hết hợp đồng quảng cáo và hạn chế quảng bá trên sóng truyền hình. Mặc dù người hâm mộ đã dùng mọi cách để bảo vệ thần tượng, nhưng cuối cùng X1 vẫn phải nhận kết cuộc không ai mong muốn là tan rã chỉ sau 5 tháng ra mắt. Vậy là sự nghiệp làm idol của Kim Jo-han đã phải tạm gác lại sau bao tháng ngày cố gắng. Mặc dù X1 đã tan rã, nhưng sức ảnh hưởng từ chương trình vẫn giúp Kim Jo-han nhận được cơ hội làm nam chính trong School 2020. Một series đình đám của đài KBS, đây là vai diễn được Donny đóng giày cho nam idol, cũng chính là cơ hội để Kim Jo-han đổi đời, sự nghiệp bước sang trang mới. Ngay khi vừa được thông báo, tin tức này khiến người hâm mộ của anh chàng vô cùng vui mừng, đếm từng ngày để được nhìn thấy thần tượng xuất hiện trong vai trò mới. Thế nhưng fan vui mừng chưa được bao lâu thì nhận được tin đắng từ KBS. Nhà đài thông báo sẽ không phát sóng School 2020, nguyên nhân là do những lùm xùm xảy ra từ phía diễn viên An Se-hun và nhà sản xuất. Cụ thể, ban đầu nữ diễn viên đóng cặp với Kim Jo-han được xác định là An Se-hun, sau đó vai nữ chính được chuyển cho Kim Se-ron. Không lâu sau, phía nữ diễn viên An Se-hun đã lên tiếng tố ekip sản xuất cắt vai vào phút chót. Trong khi đó, phía nhà sản xuất lại tố ngược lại phía An Se-hun có yêu cầu quá đáng và sẵn sàng tung bằng chứng chứng minh. Sau loạt tranh cãi này, phía KBS đã tuyên bố sẽ không phát sóng School 2020. Sau nhiều sóng gió trong sự nghiệp đến mức gọi là idol số nhỏ nhất K-pop, thì Kim Jo-han chính thức đảm nhận vai chính đầu tay trong phần tiếp theo của series học đường nổi tiếng School 2021. Trong phim, Jo-han vào vai một vận động viên taekwondo từng giành huy chương tại Đại hội Thể thao Toàn quốc. Tuy nhiên, sau khi bị chấn thương và gặp phải nhiều biến cố gia đình, anh chàng phải từ bỏ ước mơ của bản thân và chuyển đến một trường dạy nghề để khởi đầu lại cuộc sống mới. Với vẻ ngoài thư sinh cùng tài năng taekwondo sẵn có, Jo-han dễ dàng nhập vai Kim Tae-jin và gây bất ngờ với lối diễn xuất ổn định, xóa mờ định kiến về idol đóng phim. Dù School 2021 không có thành tích khả quan, nhưng thông qua bộ phim, Jo-han đã thể hiện được hết tài năng diễn xuất của mình, tạo tiền đề cho tương lai sáng lạng đang chờ đợi nam idol.